sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem loài ong bắp cày này nha. À, bây giờ các bạn theo tôi. Ở đây hai cái tổ ong của nó nè các bạn. À, bây giờ mọi người nhìn đây. Cái tổ ong bắp cày đây. À, tổ ong này thì có hai con nó đang nó được xây, đây là cái tổ nó cận cảnh mà nó hai con ong này, chắc tôi nghĩ là một con ong được một con ong cái, gia đình của ông chúng đang ấp tổ gì đó. Bây giờ đang sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Bây giờ đây là một con kia kìa, hai con nó đang ấp tổ. Theo tìm hiểu ở cái trang web uy tín trên internet thì tôi đọc được thông tin ong bắp cày đây là loại ong thuộc phân loại bắp cày ký sinh. Nọc độc của cái loài ong này rất là vô cùng nguy hiểm, một cú kích của nó thì khiến cho người bị đốt rơi vào trạng thái hôn mê sâu và sau đó bị nhiễm độc, nếu không cấp cứu kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong. Rồi các bạn xem ong này thì nó nhìn giống như là ong vừa vẽ gì đó, cũng có một cái nấng vàng ở giữa bụng nó. Tuy nhiên thì cái đầu của nó thì nó không có lông như ông vừa vẽ, lông nhiều. Các bạn xem đang cận cảnh mấy đang ấp tổ nè. Rồi theo nhiều nghiên cứu trên các trang web uy tín thì người ta cho là loại cái cú đốt của ông bắp cày vàng này, nó đem lại cảm giác đau đớn ngay lập tức, nó chưa đem lại cái cảm giác ngay lập tức mà nó sẽ ngấm từ từ, giống mình uống rượu đó mà ngấm từ từ xây vào. Người bị đốt sẽ xuất hiện những triệu chứng như là chóng mặt, choáng, dần dần tái mặt, hôn mê sâu và tê liệt toàn thân. Rồi nếu không kịp sơ cứu sẽ dẫn đến tử vong. Ở miền quê mình thì rất là thỉnh thoảng thì cũng gặp loài ong bắp cày nó làm tổ ở trong những cái gốc cây, và đặc biệt là ở những gốc cây cao to như thế này. Rồi các bạn xem, đây có hai con cũng đang ấp tổ. Loài ong này nó làm cái ổ nó thì nó dài, nó khác như so với ong bần mà nó dài như thế này, giống hình chiếc phễu đó. Đây là những cái lỗ này là nó đẻ trứng, nó chậm ở trong đây thì con chưa quan hệ cận, có mấy trứng ở trong như kia nè. Trứng nó mà cũng công nhận hay thật ha, nó đẻ trứng ở trong đó, mấy cái trứng từ từ nó nở bự ra thành cái con nhộng, rồi sau đó nó sẽ nở ra. Mà đúng là thiên nhiên thật là nó nhiều cái mình không thể tưởng tượng được, cái sức sinh tồn của nó rất là cao. Mình nghĩ cái mục đích mà nó xây trứng kia, cái tổ che xuống như thế này để nó che những cái giọt nước xuống khi mà nó không cho vào những cái ấu trùng của nó, hư ấu trùng, và nó xây thành những chiếc kiểu như thế này. Hai bạn ấy đang ấp trứng rồi. Sau này các bạn có đi du lịch về miền Tây hoặc đi trải nghiệm đồng quê cái này thì gặp cái loài ong này mình nên tránh ra, tránh để nó chích. Đã nó chích rồi thì mình nếu bây giờ sơ cứu kịp thời thì không sao, mà lỡ rồi mình chậm trễ thì là dẫn đến tử vong. Này nó đang làm trong cái tổ ở trong gốc cây mít. Cây mít này nó làm trong cái cây mít này thì nó cũng lâu năm rồi, nhưng mà nó bị hư, bị mọt ăn, nó hư nổ cái gốc này. Và đây là cái nơi lý tưởng để cái loài ong này nó làm tổ cư ngụ trong đó. Đấy, rất là chăm chỉ luôn. Có một miếng vàng vàng, hồi nãy giờ mình quan sát là chúng nó đang cái đuôi của nó rất là nọc độc, rất là cao. Nguyên cái phần đít của nó chứa một cái loại nước màu vàng vàng, mình nghĩ đó là nó chứa nọc độc của nó trong đó.
phát hiện nguy hiểm sao đứng cầm như vậy. Thôi bây giờ sau khi đã quay xong thì Tân sẽ giới thiệu người đây, đây tầm cảnh đó đây. Loa này rất là dạng, hay là mình may mắn không bị giết chứ người, nếu mà đụng chạm vào chỗ thôi là nó biết là kẻ thù để tấn công rồi. Còn loa này đơn giản nó biết là mình không có xâm phạm đến lãnh thổ nó nên nó không tấn công mình. Các bạn ví dụ đụng vào chỗ là giống như là nó bảo vệ chủ quyền nó tấn công mình thôi, như vậy tự vệ. Các bạn thấy không? Đưa đây nó bắn nó hút chích mắt cái tôi rồi lắm ơi. Bây giờ đang xin kết thúc video của mình tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau của Tân Nga. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video về những động vật ở hoang dã ở miền quê của mình các bạn. Chào tạm biệt mọi người.